Xin chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Công giáo Thái Bình. Lời đầu tiên, kênh Công giáo Thái Bình xin được kính chúc quý vị và các bạn luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Và hôm nay, kênh Công giáo Thái Bình xin được gửi tới quý vị và các bạn chương trình tang lễ của cụ trùm Vincente Vũ Xuân Trạm, sinh năm 1948, sinh trú quán thôn Đắc Trúng Nam, xã Quốc Tuấn, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù cụ đã được con cháu, gia đình và các y bác sĩ hết lòng chăm sóc cứu chữa, nhưng vì tuổi cao sức yếu, cụ đã không qua khỏi. Cụ đã được Chúa gọi về hồi 19 giờ 30 phút ngày 30 tháng 5 năm 2024, tức ngày 23 tháng 4 năm Giáp Thìn, cụ hưởng thọ 77 tuổi. Xin quý cộng đoàn hãy cùng hiệp ý và thêm lời cầu nguyện cho linh hồn Vincente. Anh chị em thân mến, giờ đây chúng ta gửi sự nghi thức công điển, chúng ta thành khẩn cầu nguyện cho linh hồn Vinh Sơn mới qua đời, xin Chúa thương ban cho linh hồn Vinh Sơn sau khi kết thúc cuộc đời trần gian được về quê trời vui hưởng cuộc sống đời đời, vì chúng ta tin chắc rằng sự chết chưa phải kết thúc tất cả, nhưng là cửa ngõ tiến vào sự sống đời đời với tất cả những người tin vào Chúa Kitô. Sự sống con người chỉ biến đổi chứ không tiêu tan. Linh hồn Vinh Sơn đã được chịu phép rửa tội, đã khởi sự đời sống vĩnh hằng ngay ở trần gian. Chúng ta cầu nguyện cho linh hồn Vinh Sơn, hy vọng ông sớm được hưởng vinh quang phục sinh với Chúa Kitô. Lời cầu. Sống trần gian đã tin cậy vào Cha, đã phó thác cuộc đời cho Cha. Xin cho linh hồn Vinh Sơn được sống lại như Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, được Cha chỉ đến, đi Cha để hiện rồi đáp cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay luôn được hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Chúa ở trong nạn đến, Chúa luôn sẵn sàng an ủi nâng đỡ những ai đang sầu thương khổ đau. Xin Chúa
dành cho tất cả những chiếc khăn tang đây, để biến đổi chúng từ dấu chỉ ly biệt tang tóc thành đạt tới ơn cứu độ và giải thoát dành cho những ai tôn thờ chúng. Xin Chúa ban ơn quỷ an những ai đang thương khóc linh hồn Vinh Sơn vừa mới qua đời, để họ biết can đảm tin tưởng phó dâng người thân cho sự quan phòng đầy tình thương của Chúa. Xin cho họ biết thuận theo ý Chúa và sống trong bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Tiếp tục chương trình lễ phát tang thì có thay mặt cho gia đình, cho dòng họ xin được phát tang. Xin mời anh Huấn nhận